Phần 1. Đầy đủ hình ảnh, cách phát âm, nghĩa tiếng Nhật, nghĩa tiếng Việt, ví dụ, giải thích nếu có. Hỏi. Ngoài nghĩa kikimasu có nghĩa là nghe thì chúng ta còn gặp nghĩa kikimasu vẫn là chữ Hán đó với ý nghĩa là hỏi. Thì tùy ngữ cảnh chúng mình sẽ dịch cho nó xuôi hơn. Ví dụ, wakaranai toki sensei ni kiite kudasai. Khi không hiểu thì hãy hỏi giáo viên. Mawashimasu. Vặn. Ví dụ, sono tsumami o mawashite kudasai. Hãy vặn cái núm đó. Hikimasu. Kéo, kéo cái gì đó. Ví dụ, kore o hiku to isu ga gokimasu. Cứ hễ kéo cái này thì ghế sẽ chuyển động. Kaemasu. Đổi. E no doru ni kaemasu. Đổi từ tiền yên sang tiền đô la. Sawarimasu. Doa ni sawarimasu. Sâu vào, chạm vào. Ví dụ, soko ni sawatte wa ikemasen. Không được sờ hay chạm vào chỗ đó. Chú ý trợ từ chạm vào, sờ vào đâu đó sẽ là trợ từ ni. Arukimasu. Michi o arukimasu. Đi bộ. Trước đây ở bài số 5 chúng ta từng học cụm aruite, nghĩa là phương thức di chuyển là đi bộ. Thì hôm nay chính thức gặp động từ của nó chính là động từ arukimasu, là động từ gốc. Đi bộ. Ví dụ, この道を 50m くらい歩くと右に公園があります。Cứ đi bộ con đường này khoảng 50m là có công viên ở bên tay phải. わたります。橋を渡ります。Đi qua, ví dụ như là qua cầu. その橋を渡ると左に病院があります。Cứ đi qua cây cầu đó là có bệnh viện ở bên tay trái. 曲がります。Rẽ phải, quẹo phải. 右へ曲がってください。Hãy rẽ phải. 寂しい。Buồn, cô đơn. Ví dụ, hitori desu kara sabishi desu. Vì chỉ có một mình nên tôi rất buồn. Onyu. Nước nóng. Onyu desu kara koko ni te de sawanai de kudasai. Vì đây là nước nóng cho nên đừng chạm tay vào đấy. Size. Cỡ, size. Mou sukoshi ooki size no fuku o kudasai. Xin hãy lấy cho tôi bộ quần áo size to hơn một chút nữa. Oto. Âm thanh, tiếng. Oto ga ookiku narimashita. Âm thanh đã to hơn rồi. Kosho. Danh từ việc bị hỏng. Thêm shimasu sẽ thành động từ bị hỏng. Ví dụ, この車が故障しました. Cái xe ô tô này bị hỏng rồi. Michi. Con đường. この道を 50m ぐらい歩くと右に公園があります。
Cứ đi bộ con đường này khoảng 50 mét là có công viên ở bên phải. Cô sa tên. Ngã tư. Sono cô sa tên o mige magatte kudasai. Hãy rẽ phải ở ngã tư đó ạ. Chingo. Đèn tín hiệu. Ano shingo o hirari e magatte kudasai. Hãy rẽ trái ở chỗ đèn tín hiệu kia. Kado. Góc. Ví dụ, ano futatsume no kado o mige e magaru to, mige ni ginkō ga arimasu. Cứ rẽ phải ở cái góc thứ hai kia là có ngân hàng ở bên phải. Các bạn quan sát bản đồ nha, cái góc của ngã tư đấy thì người ta gọi là kado. Hashi. Cầu. Lưu ý phát âm. Chúng ta có cùng là chữ ha và chữ si thì có nghĩa là đũa hoặc cầu. Thì lưu ý cho mình là đũa phát âm là hashi, còn cầu là hashi. Khác nhau một chút, chữ Hán thì tất nhiên là khác nhau và ngữ cảnh dùng cũng khác nhau. Ví dụ, sono hashi o watatte kudasai, hãy đi qua cây cầu đó. Chiu sha cho. Bãi đỗ xe. Sono chiu sha cho ni kuruma o tomete kudasai, hãy đỗ xe vào bãi đỗ xe đó. Tatemono. Tòa nhà. Ano shiroi tatemono no naka ni hana ya ga arimasu yo. Có cửa hàng hoa ở trong tòa nhà màu trắng kia. Nankai mo. Thứ mấy, số mấy, cách nói biểu thị thứ tự. Để mà biểu thị cái thứ tự ấy thì các bạn chỉ cần lấy số đếm, nhưng mà là số đếm đôi chữ nha, cộng với cả me, đây là chữ mục ấy, chữ mắt ấy. Thì chúng ta có ví dụ như là hitotsume no kousaten là ngã tư thứ nhất, hay futatsume no kado là góc thứ hai, hoặc là mitsu no shingo là cái chỗ đèn giao thông thứ ba kia kìa. Thì là chúng ta chỉ cần thêm đuôi chữ cộng me như vậy nha. Cái này thường gặp trong chỉ đường. Me. Thứ mấy, số mấy, cách nói biểu thị thứ tự. Để mà biểu thị cái thứ tự ấy thì các bạn chỉ cần lấy số đếm, nhưng mà là số đếm đuôi chữ nha, cộng với cả me, đây là chữ mục ấy, chữ mắt ấy. Thì chúng ta có ví dụ như là hitotsume no kousaten là ngã tư thứ nhất, hay futatsume no kado là góc thứ hai, hoặc là mitsu no shingo là cái chỗ đèn giao thông thứ ba kia kìa. Thì là chúng ta chỉ cần thêm đuôi chữ cộng me như vậy nha. Cái này thường gặp trong chỉ đường. Bài test Nhật Việt. Trong vòng 5 giây, hãy đọc nhanh nghĩa của các từ vựng sau đây sang tiếng Việt. Kousaten. Ngã tư. Watarimasu. Hashi o watarimasu. Đi qua, ví dụ như là qua cầu. Oto. Âm thanh, tiếng. Michi. Con đường. Magarimasu. Rẽ phải, quẹo phải. Me. Thứ
Thứ mấy, số mấy, cách nói biểu thị thứ tự. Tatemono, tatemono. Tòa nhà. Hikimasu, hikimasu. Kéo, kéo cái gì đó. Nankaimo, nankaimo. Nhiều lần. Chiusha-cho, chiusha-cho. Bãi đỗ xe. Sawarimasu, sawarimasu. Doa ni sawarimasu. Sờ vào, chạm vào. Hashi, hashi. Cầu. Oto, oto. Âm thanh, tiếng. Kikimasu, kikimasu. Sensei ni kikimasu. Hỏi. Size, size. Cỡ, size. Kaemasu, kaemasu. Đổi. Arukimasu, arukimasu. Michi o arukimasu. Đi bộ. Mawashimasu, mawashimasu. Vặn. Chingo, chingo. Đèn tín hiệu. Sabishi, sabishi. Buồn, cô đơn. Kado, kado. Góc. Kosho, kosho. Danh từ việc bị hỏng. Thêm shimasu sẽ thành động từ bị hỏng. Phần test Việt Nhật. Trong vòng 5 giây, hãy đọc nhanh cách nói tiếng Nhật của các từ vựng tiếng Việt sau đây. Đi bộ. Arukimasu, arukimasu. Michi o arukimasu. Buồn, cô đơn. Sabishi, sabishi. Đổi. Kaemasu, kaemasu. Cầu. Hashi, hashi. Âm thanh, tiếng. Oto, oto. Ngã tư. Gosaten, gosaten.
Khóc. Kado. Kado. Kéo, kéo cái gì đó. Hikimasu. Hikimasu. Danh từ việc bị hỏng, thêm shimasu sẽ thành động từ bị hỏng. Kosho. Kosho. Bãi đỗ xe. Chiu-sha-cho. Chiu-sha-cho. Tòa nhà. Tatemono. Tatemono. Văn. Mawashimasu. Mawashimasu. Hỏi. Kikimasu. Kikimasu. Sensei ni kikimasu. Con đường. Michi. Michi. Nước nóng. Oyu. Oyu. Đi qua, ví dụ như là qua cầu. Watarimasu. Watarimasu. Hashi o watarimasu. Rẽ phải, quẹo phải. Magarimasu. Magarimasu. Nhiều lần. Nankaimo. Nankaimo. Cỡ sai. Size. Size. Thứ mấy, số mấy, cách nó biểu thị thứ tự. Mẹ. Mẹ. Đèn tín hiệu. Chingo. Chingo. Sờ vào, chạm vào. Sawarimasu. Sawarimasu. Doa ni sawarimasu.